Trời. Anh Hà chọn em đi anh Hà. Anh sẽ chọn em. Dạ. Vì không, vì không ai dơ bằng em. Em hy vọng chị sẽ nói một câu gì đó em nghe ấm lòng hơn. Em mà dơ thì không ai dơ bằng á. Không sạch. Ủa sao kỳ vậy ta? Em trước khi đi quay em có tắm rửa sạch sẽ mà ai cũng chửi em dơ. Thôi thì như vậy tất cả khách mời đều không chọn thì già có thể về sớm số ngày hôm nay. Thiệt, chứ bây giờ không ai chọn em đâu. Đâu có anh chọn em rồi. Rồi, Ngọc Lan chọn ai? Em là chắc chắn không chọn Harry rồi. Why? Đẹp quá. Đúng rồi, lép lép. Lép liền, đâu vậy là, ý là em nói là ý là em nói bên đây xấu banh xác hả? Trong chương trình này em tới đây để tôn cái vẻ đẹp của người khác lên mà. Chị cứ đạp em, dẫm đạp em để chị được tỏa sáng. Chị không cần phải làm điều đó. Đúng rồi, em cứ về là chị tự sáng hả? Em thử em bước qua một cái coi. Đó, mọi người thấy sao? Trời ơi. Áp bình nguyên to. Áp bình nguyên to. Bánh lòng to mà. Bây giờ thông báo luôn, chúng ta có đồng đội, đó là Mạch Văn Khoa. Mà đồng đội đang cầm hai cái búa. 3, 2, 1, đã ổn định. Alo, con nghe mẹ ơi, con đang đi quay. Em có điện thoại. Hiện tại là Ngọc Lan bị khoảng tầm 4 lần đánh thì có 3 lần là do anh Vũ Hà. Và một lần là các bé thiếu nhi ở ngoài phim trường. Chứ... Đúng rồi. À, một lần em ăn là em xua không có bị lên tiếng luôn, tại vì em nuốt cho nó mềm rồi em nuốt. À, em nuốt cho nó mềm. Mà trong đó quy định chương trình là nhai. Ăn gian chương trình. Ủa rồi kẻ gây thù chức quán đi đâu rồi? Đi đâu trốn đâu mất rồi. Trốn rồi. Vô bắt là khoan. Nào. Bên này nè Khoa. Ra đây đây. Trời ơi, đánh giá mà con thương thiết. Bây giờ là lượt tiếp theo, đội Mạc Văn Khoa và Ngọc Lan. Bây giờ xin hỏi đội Ngọc Lan và Mạc Văn Khoa muốn ai đứng ở hai vị trí này? Em chọn đội Dạ. Hả? Em chọn Dạ. Em chọn đội Dạ đúng không? Em chọn vị trí này là ai? Vị trí Tây là ai? Buông xuôi. Vị trí này là em chọn anh Hà. Rồi, anh Hà vào vị trí Tây. Lâm với Dạ vào vị trí Đều. Đây, đẹp mới Đều không cho ai. Đâu có gây thù chú quán gì với đội đi đâu. Thì cái này là trò chơi mà. Em không muốn không đá chị đâu. Không luôn. Em nói thật đó. Đá chị nó không phải hạnh phúc vui vẻ gì đâu. Làm như em con người độc ác. Thế nào? Có đau không? Cái test thử có đau không? Thời gian bắt đầu. Mạnh lên. Trời ơi. Yeah. Tưởng tượng mọi người đặt mình đau khổ. Tưởng tượng mình. Ừ đó.
Đấy. 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 Trời ơi. Thật là ác liệt. Mày. Mày. Mày ăn cuốn lộn tất cả kia này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mày giết tao đi. Mày khỏi nguyên này. Ôi trời ơi. Anh đừng ra. Ôi trời ơi! Ê! 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 Ôi trời ơi! Mày giết tao đi! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Lên gió vô cầm bóng! Đừng lên gió vô cái bụng bên hại nha! Mỗi người một quả, hãy tưởng tượng là người làm mình đau khổ Lan. Hãy tưởng tượng là người làm mình đau khổ. Quá kinh khủng. Thưa quý vị, Mạc Văn Khoa lần đầu tiên thể hiện sức mạnh đàn ông. Quá khủng khiếp. Xin mời quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn hãy đón xem chương trình Kỳ Tài Thách Đấu vào lúc 20h30 trên kênh HTV7 vào chủ nhật hàng tuần. 20h30 anh ơi. Xin mời quý vị và các bạn hãy đón xem chương trình Kỳ Tài Thách Đấu được phát sóng trên kênh HTV7 vào chủ nhật hàng tuần lúc 20. Cũng không có thua. Kính thưa quý vị, mời quý vị và các bạn hãy đón xem. Thế là cái. Kính thưa quý vị, mời quý vị và các bạn hãy đón xem chương trình Kỳ Tài Thách Đấu vào lúc 20h30 vào chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy đón xem. Ừ, tôi là nó đúng tới rồi. Tới hai chữ vào lần. Kính thưa quý vị. Được chưa? Cao về được chưa? Tóc xuống xíu nè. Rồi. Thảo Cường là dư. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh
Fit vô đây nè, cái cục gì đó khoảng chừng nửa ký, hiểu không? Không không, đang nói nghiêm túc nè, để làm cho hiểu nè. Đúng rồi, thứ hai là không được kém kém cao, sai. Có lên trời trời cao không có thâu. Thiệt là đau lòng. Mày sai, mày đứng tay phía trước, gần đứng tay phía trước, sai tới nữa này, sai mày. Ô tắc tăng 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 tăng. Ô đó, cứ sai là mày đó, vậy thôi. Không không, sai nữa anh, sai nữa, sai nữa, sai nữa, sai nữa. Thôi nhói, không đâu vậy đâu. Không thiệt, thử không đâu. Thử không đâu, thiệt. Mọi người còn tóc mà. Cái gì chơi gì chơi ngu vậy, tự bắt lên thử. Thử. Thử thiệt. Đi ra thử đi, không đâu mà, thiệt, không đâu. Không thôi Giang. Chưa, Giang giỡn á. Giỡn. Anh đang test mà sao em sao vậy? Nè. Sai nè. Chúng cải đông hiếp yếu, ta đi về thôi. Đây nha, thôi. Đứng tới xíu Giang ơi. Diệt quái trừ yêu là công việc của ta. Ta không có kêu ai cả. À đi. Đó. Cao nhất thì gần. Tới xíu em canh không được, tới xíu thì còn. Thả nha. Ủa đâu. Nói gì xả xuống này giữ lại lên thôi. Xuống quá hay không? Chúa ra đi tiếp 50 mét nữa à? Không, tao chỉ hơi lố, lùi lại giúp tao 49 mét.